ăn cơm, chỗ này lọt bầu. Diện út lọt bầu à. Qua wow, hư cặp bình bỏ ra cặp bình. Đó là anh chui mà chị chui đồ đi thăm nhau rồi đó, đi bộ không đường xa với xe đi phải nghỉ đêm mới về. Đấy. Đi bắt đầu mà đèn dầu đó đâu có đèn điện đâu. Rồi chị chui cũng nói thử đàng hoàng mà. Rồi cơm nước mần gà đâu để anh chui ăn thôi, thì mai ấy về giờ tối rồi anh chui nghỉ sáng về. Thì người nằm giường. Rồi cái đèn trong đó, đó đèn dầu để nhanh giữa. Vô bà mà bà làm biến ra bà thay đèn mà nhớ tay bóng quắt nè. Cái ổng dồn dồn nó kỳ kỳ ta. Cái bà bóng quắt cái nữa. Cái chị Thu bữa nay có vấn đề gì giá nữa. Bắt thêm cái nữa ông bồ. Cái bà nói anh chú làm kỳ vậy. Để tình sư gia tôi nghĩ. Tình sư gia tôi cũng dám chứ chị quắt ba lần tôi mới dám qua đó. Tới giờ rồi nè. Ba lần tôi mới dám qua. Có người giữa rồi. Mở thổi đèn mở không thổi mở cứ quắt. Ai biết chị, ai biết chị xuống chịu thổi đèn mà quắt thôi à. Quắt ba lần tôi mới qua đó. Lần đó chưa có cái gì. Còn giá sáng mà chờ anh xui ôm dưa qua cho chị xui lần sau giá thần đông. Cứ chấm cửa. Bãi là đó cửa xe. Một quần lưng rút. Cái chụp nó thuộc. Bả cũng thôi để mình máng ngồi cái cửa mình hãy kéo lên. Tôi không sao cho bằng mắt. Bỏ một cái cửa gầm. Ủa sao anh chơi? Chẳng sao gì nữa, cái này còn hơn của chị Tết quá cỡ. Ai vừa ơi, nhập sức ra đi à. Chẳng sao chị Tết đeo một đường gì nhằn gì chung. Quá xa. Đứng dưới đổ thôi đỡ để máy ngồi kéo lên. Còn chuyện gì nữa không? Kể nghe coi. Chắc là chết tao mà. Bể liếp á. Kể vui mà. Rồi, nhân này anh em dầm me. Cá chưa lợi nữa. Cá mà lâu quá. Tiếp trưởng à. Trưởng nào không? Phải hiểu ấy, Dũng Hải và Dũng Cường. Ê, Dũng Cường như mà trong lò mà nói cà phê. Dỡ lên trong lò. Dữ thật, không lò mà. Đóng cái thùng rồi. Hồi đó, hồi xưa là nghe nói là vua phái chơi kiển với chim. Chim mà có giá trị là vua nuôi. Ở đây vua nuôi mà chim dần anh là giá trị đó. Giữ trâu này trâu ruột đi, giữ trâu bắt dính. Bắt dính cái vua đi chuột. Mà nó cũng gạt vô, cũng giữ trâu thì cũng trời đó gạt không vô. Nè ơi. Mày ăn cá gì nữa? Út khoai cá phèn tôm tích luôn, được tích này con tích được cả nhà. Mà gà không nói mà gà đó, cá mà gà không nói con này à. Rồi sao nữa làm tin rồi. Nó đi giữ câu mà nó đội nón điểm á, nó ị vô trong á, cái nó đậy lại ai lấy đứng lấy ai giò đạp ra tới vua đi gần tới rồi đạp lại vua hỏi mày đạp cái gì vậy. Vậy vô đi đâu vậy? Tao đi kiếm cái nhà. Con không nói đâu. Vô đây vậy làm mấy mày giống như nhà anh tao với này phải không? Thì nó nói không biết. Mà nếu mày vô cho tiền mấy ấy. Tao cho tiền mày rồi mày trả kiếm nhà anh lại. Nó nói con không biết cái này cái gì mà con thấy lạ không đại lợi. Mà vua phải đạp hai giò này trời con chạy chạy chục thước rồi vua mới thọt cái đây như vậy cho vua lấy. Ông bỏ ông chạy vô đổ tay vô đụng cái đống ạp của ông vua thua tí nữa đâu có chim nào trọng đâu.
Kim vua mất kim vua đi kiếm chờ chiều ở lại vua gượt bắt chính vua chém đầu nhau chạy lốn chạy chạy là thượng sách hả chạy thượng sách có người Khmer mà hiểu hiểu hiền lắm mình hiểu thờ cũng giấc trưa này mà mùa nam mới trời trong tay à uống nước rồi uống trà nói thắng thắng dám nhảy biển không nó nói dám chứ anh để lấy cục bỏ bò mày nhảy ra sau lái mày xuống mày tha mày đậm xuống mày tha hoặc giật giùm đi để xét thắng nói được được lọc áo gọt được tụt tụt lái phương hỏi mày làm gì đó anh vô kêu lấy bỏ bò anh hai chân giật trong đó tao lại mày hắn hơn mày biểu mặt nữa đúng mà có mà không có lên máy không công giờ lên máy không có về hỏi không có là cái gì cũng chạy không mẹ đặt nói là thắng mỡ bò luôn á dạ dạ được hả được được bị mới đi nào á thì cũng thiệt tao không biết chơi người ta mới thắng đâu xuống thay giùm anh để nó chết đi gian phương á cặp buộc mỡ bò cũng tụt ra tiền phương mới làm dữ lắm phương cứ kể nó chơi vậy thôi ông làm việc mới đầu lại mày thắng mà mày bị gạt nữa. Tụi của mẹ đâu sao nó không nấu gì đâu tôi. Thì hỏi Phương lên máy mua đàm mày hỏi có mua ngoài biển hỏi có. Trời đất em. Họ cần hỏi cổ mà hiểu rồi bữa ông quản nghe nữa phải không đúng quản luôn chơi nó dốc rồi người không biết nói không được cái gì vậy là cái vụ đó có hoài có chịu dạ đây là mỏ bắt ai nè con đi người chạy lên người đi xuống á không phải chạy cái đi chạy xe đụng mà đếm cái chỗ mưa chưa có ngã cái chỗ đũa đâu đếm ở là làng lên bánh cái tay đã rồi cái gài nó không cái thì đi con hành về cái thì thấy con heo thấy con heo gì á tưởng mà thấy ông hai tưởng ông hai ngồi gì á chỗ chỗ nhạn thị chỗ đóng thị đó chỗ đóng mía ông ba đúng nè ký đồng ý mà nhát thị mà xách dép qua để chạy à chạy vô đũa vô bệnh sửa là chữ rốt trời đụng vào ba bảy nó đỏ ba dữ lắm rồi ôi chỗ đó đó giỏi ngược không giỏi ngược lại luôn không tôi để hỏi cho ông coi để cho nghe trời ơi ông ma ông không xuống á ông nói không xuống là thấy ông dọa không xuống ngọn đóng như cái này vậy thiệt á đang thì lên nè phải không ông bắt đầu cái hỏi chú ba chú hai năm thân nè người dũng ba dũng ba hên họ ta đấy tôi dép à bắt đầu cái khum xuống lấy đầu dép chết lào mới chát nè sao bỏ tháo chạy tháo chạy giống ra liền em giống ra liền chụp cái dép giờ em thấy ngồi trong đống sụp đình đang cùng lùi mà sát một bên vậy nè trời đất ơi thần trời ơi tôi chạy một cái lại tới cây xu đũa chỗ nhà ông bãi nó cản nghe dông mưa nó cản nghe cướp trời ơi trời ma quýnh ma quýnh chạy nó lại đó chạy nó lại cái đám sạn tôi hoàn cái đám sạn tôi chửi không còn gì nó hết hả rồi bà ba đau quá đau quá rồi đau quá rồi bà Tư, hai bà Tư là bà Tư Kiều với bà Tư Hậu về coi về con ơi cái tráng nó sừng ba ngày sau mà nó dội ra bà ông nghĩ đâu chạy cái thớ nó đụng cái đổ tới đâu đổ cái thang mà đang cứng ra mà đang vô số đâu cũng bớt được cứng ra nó ngửa ra rồi ôi nhắn lửa không cái áo cái bóng cát á mà tôi nói kèm nhét với nhau lưng luôn. Trời ơi, trời ơi, tôi không còn được đáp lại. Lại mắt à? Sao cá cũng bắt dữ à? Ma quýnh rồi, bỏ đi. Bản thân thì... Chứ đó ông ma chứ nó cười cũng vừa đó. Thiệt là nó dữ, dữ tay lắm. Đây đặt tôm bầu, dính.
cá bầu một bài cá luôn vô rồi tập mua rồi đó vô bài cá. Tháng này con cũng giao kể chuyện nữa nghe. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em luôn. Rồi bò gà cá khoai bầu bầu đứng miếng bầu đi khoai cái gà đỏ bầu bầu bánh vui giòn giòn nghe đội nón bít bít cái mặt rồi. Trời, có phai còn nhảy, có phai nhảy, có phai nhảy. Có phai sống, nhảy. Sao game mình trâu yếu xịu ta? Phải cấp 9, cấp 10 đi kìa. Nhúc nhúc. Nào có giò xuống bún cho nó đi nhanh chứ. Thấy nào trâu với gây gà nhiêu kìa. Từ từ đi. Mày gió quá. Chỉ dùng mũ qua em lên phun ra đi vèo vèo ngược em chụp chết luôn. Thôi, con không cho kể chuyện nữa. Có những ốc đi kể chuyện cũng vui. Cười rồi chơi những ốc. Lâu già. Tôi quên mệt mỏi rồi vậy. Con chừng sạc con quài tiếp cay còn ăn chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào em.